Xin chào. Hôm nay buổi tác nghiệp hôm nay thì có tất cả các phóng viên, các cơ quan thông tin báo chí truyền thông của tỉnh, của các cơ quan của tỉnh nhà và của trung ương cũng có mặt tại đây. Thế mình sẽ quay một cái video này là hôm nay là ngày thi gặt lúa và một cái bản sắt của người dân tộc Giao Tiền ở trên xã Hồng Thái. Mời mọi người đón xem cái video của chúng mình nhé. Cảm ơn mọi người. Của trong cái lễ hội mùa vàng của Hồng Thái thì có diễn ra cái chương trình thi gặt lúa. Hiện nay là nếu như theo đồng hồ bây giờ là, để mình xem đồng hồ nhé, là 8:30 rồi, chắc chỉ còn khoảng tầm 10-15 phút nữa thôi là bắt đầu cái cuộc thi gặt lúa của bà đồng bào và bà con người Dao ở trên này là sẽ bắt đầu. Thế mình sẽ giới thiệu và sẽ ghi hình cho tất cả mọi người xem cái cuộc thi gặt lúa này ra sao và như thế nào để giới thiệu tất cả mọi người nhé. Một lát nữa mọi người vào xem cái video của mình nhé. Xin giới thiệu tất cả mọi người nhé, là hiện nay là ban tổ chức đang cho tất cả những chị em, những người trong nhân vật để là làm trong cái buổi thi gặt lúa hôm nay là đang tập kết vào cái nơi mà chọn địa điểm để gặt lúa. Bây giờ đang chuẩn bị những cái dụng cụ mang ra, đây là dụng cụ truyền thống của người Giao Tiền ở trên xã Hồng Thái. Tất cả mọi người đây, và xung quanh đây là cũng rất nhiều phóng viên báo đài là đang có tập trung ở đây để ghi hình, để gửi tới tất hình ảnh tất cả quý vị. Mình sẽ quay toàn cảnh cho, sẽ quay toàn cảnh của cánh đồng lúa nhé. Đấy. Bây giờ là trên 8:30 phút rồi, thì cánh đồng lúa này thì ở phía bên kia xa kia là khu núi, vượt qua dãy núi kia là bên tỉnh Bắc Cạn rồi. Và đây có thể mọi người có thể nhìn thấy là trời sương răng này như thế này. Đấy. Thời tiết ở trên này là cũng rất là lạnh rồi. Đây là toàn cảnh cánh đồng lúa bậc thang của xã Hồng Thái, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang nhé mọi người. Đây là phía sau lưng mình là chọn địa điểm để thi gặt lúa nhé mọi người nhé. Phía sau lưng mình đây. Đó, mọi người có thể nhìn thấy mình đang đứng ở giữa cánh đồng rồi nhé. Mọi người sẽ theo dõi cái video này. Ta xin giới thiệu mọi người, đây là các nghệ sĩ nhiếp ảnh của các tỉnh nhé, đang có mặt tại ruộng lúa Hồng Thái này. Bây giờ các nghệ sĩ đang đứng từ rất xa để bắt những khoảnh khắc đẹp ở trên cái cánh đồng lúa này. Và tiếp sau đây nữa, đây các bạn có thể nhìn thấy tất cả các nghệ sĩ nhiếp ảnh không riêng ở Tuyên Quang mà rất là nhiều tỉnh đã đang có mặt tại cánh đồng lúa bậc thang Hồng Thái. Đây là cuộc thi gặt lúa trong cái khuôn khổ trong cái lễ hội mùa vàng Hồng Thái. Đây là một cái bản sắc của trên xã Hồng Thái Na Hàng nhé. Đây tất cả những cô gái, các cô, các chị đang chuẩn bị cho cái buổi gặt lúa đây, đang ở đứng ở đây sẵn rồi. Tất cả các dụng cụ của người nông dân ở trên này đã chuẩn bị hết ra cánh đồng lúa rồi. Và xin lưu ý tất cả mọi người, đây là cuộc thi cho nên là cũng phải có sự chuẩn bị của ban tổ chức và địa điểm gặt cũng phải đang chuẩn bị, bây giờ cũng đang chuẩn bị thôi. Đấy, có thể nhìn thấy, mọi người có thể nhìn thấy là các chị em, các cô gái mà đang chuẩn bị đồ dụng cụ mang ra ngoài cánh đồng này.
đội trưởng của các đội chúng ta khẩn trương đốc thành viên của mình lên khẩn trương đi ạ. Xin mời đại diện của 7 đội tham gia thi gạt lúa về đây để trao đổi một chút ạ. Kết thúc cái phần giới thiệu, ta sẽ di chuyển xuống cái thửa ruộng dưới kia để ta thi gạt lúa. Xin nhắc lại là các cái đội ta cử ra cho mình một thành viên để tí nữa chúng ta giới thiệu phần đội của mình nhé. Xin giới thiệu tất cả các bạn, đây là những đội hình mà trong các cái đội đăng ký ban tổ chức là thi gặt lúa nhá. Mọi người đang tập trung tại cái địa điểm chính để khai mạc. Giờ các đội đang tập trung con số tại đây. Công giới thiệu về đội đứng đằng trước nha. Khâu chàng đâu ạ? Xin giới thiệu với các bạn, đây là đội hình của các đội chuẩn bị cho cái cuộc thi gặt lúa nhé. Đội em đến từ thôn Nam Mụ ạ. Thôn Nam Mụ à? Có bao nhiêu thành viên? Đội em có 8 thành viên ạ. Đúng, hôm nay với 6 thành viên ạ. 6 thành viên à? Thế mỗi đội là có bao nhiêu thành viên? Có 6 thành viên. Bốn nữ hai nam, tức là hỗ trợ cho những việc của công việc của bọn các chị em thôi để thi phải không? Thế chúc đội thi này thành công nhé, giật giải cao nhé. Xin chào chị nhá. Chị hỏi là đội mình đi đến đây trong cái cuộc thi gặt lúa của xã Hồng Thái này thì mình đến đội mình đến từ thôn nào? Thôn Quẩy Phầy ạ. Thôn Quẩy Phầy. Đội mình đi thi hôm nay là có bao nhiêu thành viên? Có 6 thành viên. 6 thành viên à? Thế hôm nay cái nội dung thi thì như thế nào thì mình có thể nói sơ qua được không? Thi gặt
thi gặt lúa, nhưng mà nội dung thi ấy là gặt này, đập này và như nào, và có cân không, có cân lên để biết số lượng cân không? À, cái nội dung là thi gặt, đập và trọng lượng, khối lượng bằng kg đúng không? Đội nào mà nhiều là thắng đúng không? À, và nhanh nhất, nhiều và nhanh nhất. Rồi, cảm ơn nhé. À, xin giới thiệu tất cả mọi người nhé, đây là các đội hình đến thi buổi gặt lúa hôm nay. Thời tiết ở trên này cũng đang rất lạnh, mà những phía đằng sau xa của cánh đồng kia là những cái làn mây trắng buổi sáng hôm nay, bồng bềnh luôn. Phía sau, về sau lưng của cái khu trung tâm, cái nơi để khai mạc này thì là phía sau là một cánh đồng lúa rất là rộng để chuẩn bị cái cuộc thi. Một lát nữa thì chúng ta sẽ xem cái cuộc thi gặt lúa này như thế nào nhé. Lên rồi chị ơi. Nhân dân và du khách đã đến tham dự chương trình hội thi thu hoạch lúa 2023 ngày hôm nay, và lần đầu tiên ban tổ chức xin được trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, đặc biệt khách quý cùng toàn thể bà con và du khách gần xa lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội thi, thực hiện kế hoạch 231, kế hoạch Ủy ban Nhân dân ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân huyện Na Hàng về tổ chức lễ hội mùa vàng xã Hồ Thái và lễ hội xã Cớm, hội chợ quê xã Côn Lôn, huyện Na Hàng năm 2023. Hôm nay, được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hồ Thái tổ chức hội thi thu hoạch lúa năm 2023. Đến dự với hội thi có các đồng chí trong ban thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hồng Thái, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã cùng phóng viên, biên tập viên của Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao đến dự và đưa tin, đặc biệt là sự có mặt của hơn 42 hội viên là nông dân giỏi của 7 thôn bản của xã Hồng Thái tham dự hội thi thu lúa năm 2023, xin nhiệt liệt chào mừng. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được thông qua tóm tắt quyết định thành lập ban giám khảo, tổ thư ký và thể lệ hội thi thu hoạch lúa năm 2023. Đối với thể lệ thi, hình thức thi đấu gồm hai phần. Phần 1, phần giới thiệu, thời gian dành cho mỗi đội là 5 phút, các đội nêu tên và các phép chính của thành viên trong đội. Phần 2, thi gặt lúa nhanh, mỗi đội tham gia thi gặt lúa trên một thửa ruộng to, sau khi gặt lúa xong tiến hành đập lúa và xử lý thóc sạch sẽ, dùng lỏng để đập lúa, khi gặt đập lúa hạn chế rơi vãi. Thời gian thi đấu của mỗi đội là 20 phút, phần thi gặt lúa nhanh 10 phút, đập lúa và xử lý số thóc sẽ cho cả bao 10 phút, mang ra cân xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Và lưu ý, các đội thi sự chuẩn bị dụng cụ tham gia thi gồm niêm tắc, mỗi đội có 2 cái rộng to để cung thấp, mỗi đội 1 cái lỏng để đập, bạt chê hai bên lỏng, ban tổ chức căn cứ vào tổng khối lượng của các đội để trao giải và cơ cấu giải thưởng như sau: một giải nhất trị giá 1 triệu đồng, một giải nhì 800.000 đồng, một giải ba 600.000 đồng, 4 giải khuyến khích 500.000 đồng. Phóng lành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, trưởng ban giám khảo, ông Bàn Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, phó ban giám khảo, bà Vàng Đàng Thị Vàng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thành viên, ông Đàng Văn Hai, công chức tư pháp, hộ tịch xã thành viên, ông Chẩu Quang Hiếu, chi bộ khuyến nông phụ trách xã thành viên, ông Triệu Văn Hiên, Chủ tịch Hội Nông dân xã thành viên, tổ thư ký gồm các ông bà ta Đăng Thị Hòa, công chức tài chính kế toán xã thành viên, ông Đàng Thái Sơn, công chức địa chính nông thôn xây dựng và môi trường xã thư ký đến từ thôn Câu Tràng. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với đội thi số 6, thôn Bản Muông. Xin mời cô ạ, xin mời chú ạ. Tôi Phan Văn Hải là đội trưởng của thôn Na Kiếm, thứ hai là Lý Văn Sam, thứ ba là Lý Thị Thịnh, người thứ tư là Bàn Thị Quế, người thứ năm là
Lý Thị Lún, người thứ 6 là Đàng Thị Tám. Và cuối cùng thì xin chúc ban giám khảo, ban tổ chức, ban giám khảo và toàn thể quý vị khán giả, du khách có mặt gần xa đến với hội thi hôm nay sức khỏe và hạnh phúc. Chúc ngày hội thành công tốt đẹp. Như thế nào? Đến với phần thi thứ 2, xin mời các đội trưởng khác cùng di chuyển xuống ghế phần dụng của mình ạ. Xin giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn nha. Và hiện nay là các đội đăng ký ban tổ chức thi gặt lúa thì bắt đầu đang xuống địa điểm của ruộng, cái nơi để diễn ra cuộc thi đây. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem, đây là mọi người đang đi xuống cái khu vực địa điểm để cái khu ruộng để dự thi nhá. Trên hình ảnh của mọi người đây là tất cả là 6-7 đội thi. Mình sẽ đưa máy cho mọi người xem. Mỗi một đội là có một cái dụng cụ để đập lúa ở phía ruộng kia. Thì tất cả có 7 đội thi trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lát nữa thì cuộc thi sẽ bắt đầu. Bây giờ là sự chuẩn bị. Mọi người bắt đầu tập kết vào cái nơi dự thi. Cuộc thi bắt đầu rồi các bạn nhé. Em chị đã đến 1, 2, 3 và bây giờ bắt đầu rồi, các đội bắt đầu đang làm với tốc độ rất là lớn này. Người thì gặt là người thì bắt đầu đang đập luôn rồi. Đấy, các đội tất cả đây trên màn hình của các bạn đây là 7 đội nhá. 7 đội. Đây, sẽ quay cho các bạn xem đây, từ số 1 cho đến số 7 đây. Đây là đội của cuối cùng đây, ở phía dưới này. Mình sẽ quay sát cận lại cho mọi người xem nhá. Đấy, đội này đây là bên đội người Mông. Cũng đang làm rất là tích cực rồi, rất nhanh này. Còn đây là đội dân tộc Giao Tiền, cũng đang tích cực làm rất là nhanh này. Đây là cuộc thi cho nên là tất cả các phóng viên báo đài, báo chí là cũng đang đến đây để tác nghiệp. Cho nên mình đứng ở rất là xa để quay cho mọi người xem, thì tất nhiên là phải là ghi hình luôn cả nhà báo luôn này, cả phóng viên nhá. Phóng viên nhà báo luôn. Các đội làm rất tích cực này, làm rất khẩn trương. Đây chỗ này đội Giao Tiền này đã gặt, nhìn thấy lúa gặt rồi, đã một khoảng rất là lớn rồi đây này. Rất lớn rồi đây. Đây tiếp theo đội này nữa cũng là đội Giao Tiền này. Đội Khuẩy Phầy và đội Nà Kiếm. Hai đội sát nhau. Phải, đội Phầy với đội xá. Đội nào? Xá đấy. Xá nào? Đấy. Tên là đội là gì? Bắc Khoang với Nam Mù. Hai đội Giao Tiền này cơ mà. Nam Mù, đội Giao Tiền này à? Xin giới thiệu lại với mọi người đây, ba đội Giao Tiền mà đội khăn trắng này ấy là đội gì nhỉ? Đội Bắc Khoang này, Nà Mụ này, và Nà Kiếm và Bản Muông. Đây là ba đội mình đang quay sát nhau, đây là
là đội giao tiền. Còn đội đội người Mông áo đỏ đỏ kia là đến từ thôn nào nhỉ? Khỏi Phời với Hùng Ba. À, đây là đội người đội đội Khỏi Phời, đây là đội giao Mông đây. Khỏi Phời và Hùng Ba. Hùng Ba. Đây đội này đang ngay đây, đang tích cực rất nhanh này. Đội số 1 này là đội Khỏi Phời của người Mông này. Và tiếp theo là đội Hồng Ba này. Tiếp theo nữa là đội đến đội Hồng Thái này. Đây là đội Bắc Khoang này. Đây là đội Nà Mụ này. Nà Kiếm này. Và cuối cùng là Bản Muông. Đây hội Hồng Ba đây, theo như mắt mình đang ở tại sân này thì là gặt rất nhanh, nhưng một khoảng lúa gặt rồi, khoảng trống này rất là nhiều rồi. Thì so với các đội, mấy hai góc máy của mình đây là cũng có thể là bị hơi bị khuất mở cái đám lúa trên. Một lát nữa mình sẽ xuống tận nơi để mình sẽ ghi lại cho mọi người xem rõ hơn nhá. À, giờ phút này cũng mọi người khán giả đang cổ vũ rất nhiệt tình cho 7 đội này. Đấy, 7 đội. Thì mình sẽ quay cho mọi người xem là khán giả đang tích cực cổ vũ cho tất cả 7 đội này. Đấy xong cùng người này cắm cờ cắm. Mọi người lúc này đang cổ vũ cho đội Bản Muông rất là mạnh này. Có một anh đã cắm cờ đấy rồi. Tinh thần khí thế rất là cao cho nên anh đã cắm cờ trên bờ đấy rồi. Đấy, đội Bản Muông này là đã có người phát cờ cổ vũ rất là mạnh rồi. Rất khí thế. Mình quay toàn cảnh cho mọi người xem này. Lúc này thời tiết ở đây cũng là có một chút mưa nhỏ thôi, nhưng không ảnh hưởng đến cuộc thi đâu. Thời tiết lúc này cũng đang hơi se se lạnh của mùa thu. Và phía xa xa kia là những làn mây đang bay lên ở trong dãy núi xa xa phía xa đằng sau của cái đám ruộng này. Đây là khán giả đang xem hội thi gặt lúa của xã Hồng Thái đây. Rất là đông. Đây là đám ruộng ở dưới này. Đây là đội Nam Mụ. Đây khán giả đang cổ vũ động viên rất nhiều. Đây các đội gặt bây giờ cái khoảng diện tích mà đã được gặt là rất là nhiều rồi này. Đây diện tích lúa gặt là đã được rất nhiều. Đây là đội Bản Muông nhé mọi người nhá. Đây là đội Bản Muông này, diện tích gặt rất nhiều rồi đây. Đây là đội Bắc Khoang này. Cũng diện tích lúa cũng gặt được rất nhiều rồi. Và tiếp theo cái đội bên cạnh này là đội Nà Mụ này. Cũng thế, cũng thi đua tức là tương đối ngang bằng nhau. Và tiếp theo hai đội ở phía đằng cuối này là Hồng Ba và đây là Khỏi Phầy. Hết à? Có mỗi đội giao nhỉ? Đây, bao giờ mình đâu biết gì nhỉ? Mông quên mông. Đây là đội này là đội đến từ thôn Khỏi Phầy này. Đây là của dân tộc Mông. Đấy, chị em lại bơi lúa về rất nhanh kìa. Chị em bơi lúa về để cho các anh đập lúa rất nhanh này. Đấy, khí thế bắt đầu là tốc độ cao lên rồi. Đẩy cao rồi các chị đi thu lúa này. Đấy, đây là cuộc thi cho nên là tốc độ cao cũng chuyện là chuyện bình thường thôi. Các chị vừa bê lúa vừa chạy này. Vừa bê lúa vừa chạy. Rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh. Rất là tuyệt vời. Đấy, các anh kia là đã
bó được cả dạ lúa và bây giờ đang gùi đi rồi. Anh mang về đắc để cho trâu. Đấy. Đây là đội khỏi phầy. Đội mông khỏi phầy vào không ạ? Đấy, có hai anh nam anh đập rất là nhanh. Của đội bản Muông này rất nhiệt tình và cổ vũ đây. Đấy, đứng sát bờ ruộng để cổ vũ cho đội của mình này. Cháu đi nhà mấy? Thấp tay xuống chỗ. Xuống che vẽ hết của mình. Lúc này trời đổ cơn mưa mọi người nhá. Lúc gặt lúa chuẩn bị xong thì bắt đầu đổ cơn mưa xuống. Bây giờ mọi người đang phải chạy sơ tán vào hết. Mình may quá là chạy vào một cái lán ở nhà bên cạnh này. Đang quay từ trong nhà ra đây, lúc mưa giọt ranh như này. Thời tiết thì thực sự là không ủng hộ, thế nhưng mà cuộc thi cũng đã hoàn thành. Mình cũng chưa nói là đến thành công nhưng mà cũng đã hoàn thành rồi. Bây giờ còn đang chờ MC để thông báo kết quả nữa, thì mình đứng xa quá này không biết là có nghe rõ không. Mọi người với ban tổ chức và MC cũng đang tổng hợp được những cái thành tích của từng đội để thông báo kết quả cuộc thi trong 7 đội. Thế nhưng mà mình đứng xa quá cũng chưa nắm được rõ. Thông tin kết quả của 7 đội thì mình sẽ lấy thông tin sau nhé mọi người. Mình đứng ở chỗ này là cái chỗ mà nhiều khán giả đứng trú mưa cho nên tiếng nói rất ồn ào, mọi người hết sức thông cảm. Cho cái này chủ đi một cân bao nhiêu cân đấy. 52 còn 51. Toàn thể các đội thi, hội thi của chúng ta đã diễn ra thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin được chúc các đội thi, các đại biểu, các đồng chí, các đội thi chúng ta.
gặp lại trong buổi tối ngày hôm nay. Đội Khâu Tràng có thành tích đăng cao nhất là 70kg các bạn ạ. Toàn thể các đội thi, hội thi của chúng ta đã diễn ra thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin được kính chúc các đội thi như đại biểu cùng các đồng chí, các đội thi chúng ơi, đây là đồng kềnh đôi đôi đôi. Cuộc thi đang thi chuẩn bị xong, chỉ còn một ít phút nữa thì kết thúc, thì mưa to quá thì tất cả mọi người phải chạy hết vào cái khu nhà và cái lán ở bên cạnh ruộng để trú mưa, để tất cả mọi người nhân dân đang đứng trú mưa đây. Đây mặc áo mưa nhé, mặc áo mưa trú mưa nhé. Phóng viên cũng chạy vào đây là cũng chạy vào đây để trú mưa, còn nhân dân cũng vào đây, khán giả vào đây xem là trú mưa hết. Đây mình quay ra ngoài đây. Đây cuộc thi cũng đã kết thúc rồi, thì bây giờ cái kết quả như nào thì mình ở xa chưa nắm được, thì một lát nữa mình sẽ ra ngoài mình lấy thông tin nhé. Mình sẽ lấy thông tin đưa gửi tới quý vị. Cuộc thi gặt lúa của xã Hồng Thái đến đây là kết thúc, cũng mưa rất là to và bây giờ nó cũng gọi là giảm đi khoảng tầm 20%, vẫn còn 80% mưa. Kết quả thông tin của 7 đội thi thì hiện nay chưa có, và đến buổi tối hôm nay thì mới thông báo ở trên sân khấu của cái lễ hội Mùa Vàng Hồng Thái 2023 các bạn nhé. Cho nên buổi tối thì mình sẽ lấy nốt được thông tin này rồi đó mới gửi tới quý vị và các bạn, để nắm được xem 7 đội thì đội nào sẽ đứng giải nhất cuộc thi gặt lúa hôm nay nhé. Mọi người hết sức thông cảm. Trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta được chứng kiến phần thi gặt lúa của các bà con dân tộc trên địa bàn xã Hồng Thái. Trong lao động sản xuất cũng như trong phần thi bà con rất miệt mài, nhưng không hiểu sao trong phần mời các bà con lên nhận giải thưởng thì rụt rè vậy ạ. Chúng ta hãy khẩn trương đi ạ, được không ạ? Tiến lên phía trước một chút được không ạ? Vâng, chúng ta hãy tiến lên. Mời các anh các chị. Vâng. Quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể bà con hãy dành cho các đội một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Dạ vâng, trong khuôn khổ Mùa Vàng xã Hồng Thái thì rất mong sẽ được đón nhận những sự động viên khích lệ của bà con cô bác và du khách gần xa động viên các đội đã tham gia trong phần thi gặt lúa. Và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Đức Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã, trưởng ban tổ chức Mùa Vàng xã Hồng Thái năm 2023 hãy cùng lên sân khấu để trao cờ lưu niệm và các giải thưởng cho các xã đã đạt giải trong phần thi gặt lúa trong lễ hội Mùa Vàng năm 2023 ngày hôm nay. Ngay sau đây ban tổ chức chúng tôi xin mời đại diện của thôn Hồng Ba bước lên phía trước. Thôn Nà Mộ, thôn Nà Kiếm, thôn Bản Muông hãy cùng bước lên phía trước. Vâng, và ba đơn vị này thì xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã, trưởng ban tổ chức của Vàng Dạng Thái sẽ cùng trao cờ cho đơn vị đã đạt giải khuyến khích trong cuộc thi lần này. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được chúc mừng các đội đã đạt giải khuyến khích trong cuộc thi lần này. Vâng, chúng ta các đội hãy lùi lại phía sau một chút và xin được trân trọng kính mời đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch hãy nán lại một chút. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời thôn Quỳ Phầy bước lên phía trước ạ. Vâng, thôn Quỳ Phầy của chúng ta đã đạt giải 3 tại cuộc thi lần này. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cổ vũ động viên cho thôn Quỳ Phầy ạ. Và đồng chí trưởng ban tổ chức lễ hội hãy trao giải 3 cho đơn vị. Và mời thôn Quỳ Phầy chúng ta lùi lại phía sau. Và ngay sau đây xin mời thôn Bắc Khoang hãy bước lên phía trước. Thôn Bắc Khoang của chúng ta đã đặt giải nhì. Trân trọng kính mời đồng chí trao giải nhì cho đơn vị. Vâng. Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Nhưng ông anh đánh giá là quá yếu kém trong nghiệp vụ. Vâng. Và ngay sau đây xin mời đại diện của thôn Khâu Tràng hãy bước lên phía trước để nhận giải nhất ạ. Những tràng pháo tay đâu ạ? Vâng. Giải nhất mà nó đã rất ghen. Giải nhất mà ra nhận nó đã rất ghen. Chúng mừng khói lửa lên. Vâng, xin mời đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã hãy cùng chụp ảnh lưu niệm cùng với các đội. Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân và du khách, ban tổ chức còn trao cả cờ lưu niệm cho các đội tham gia lần này nữa. Do thời gian của đêm khai mạc trong buổi tối ngày hôm nay, ban tổ chức sẽ trao cho các đồng chí trưởng đoàn tham gia.
xin được trân trọng và cảm ơn.